Cũng trong chiều nay, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Cẩm Lệ gồm các ông bà Đoàn Xuân Hiếu, Lê Thị Như Hồng, Phan Thị Thúy Linh đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ trước kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu đã thông báo đến cử tri một số nội dung cơ bản tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ ba Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng thời ghi nhận và cảm ơn cử tri, bà con nhân dân, các bí thư chi bộ, ban điều hành khu dân cư đã đồng lòng, đồng thuận cao với các chủ trương của chính quyền cùng thành phố vượt qua giai đoạn dịch bệnh khó khăn, tin tưởng thống nhất với những chủ trương chính sách mà thành phố, Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành thời gian qua. Cử tri phường Hòa Phát mong muốn các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục lắng nghe, giải quyết những kiến nghị của bà con. Trong đó, những vấn đề được cử tri quan tâm là công tác an sinh xã hội hậu dịch bệnh, chế độ cho người hoạt động dưới cơ sở như tổ trưởng tổ dân phố, các chi hội đoàn thể, các vấn đề về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa trên địa bàn phường.